Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại cái kênh của mình ha các bạn ha. Thì một thời gian cũng hơi lâu các bạn ơi, mình cũng không có đóng thùng ha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình gắng tranh thủ đóng một cái thùng rồi làm một cái video để gửi đến các bạn ha. Thì ở đây các bạn ơi, có cái dàn karaoke gia đình nè các bạn. Đây dàn karaoke gia đình. Thì cái con VTB này các bạn. Cái con VTB này thì nó chạy 8 con các bạn. Mỗi một kênh 4 con. Thì cái thời gian gần đây á các bạn, thì những cái lo kéo này kia nó xuất hiện hơi nhiều các bạn ha. Thì anh khách này nè, ảnh cũng có cái cặp lo này, lo xưa các bạn ơi. Lo nói chung cũng lâu năm rồi các bạn. Đó. Lo này thì cũng lâu năm rồi, con 384 lớp ha các bạn ha. Không biết anh gỡ mũi ra để anh thí nghiệm hay anh coi gì, thì cái này mình phần này mình cũng chưa có xử lý xong các bạn ha. Thì mình tính đóng thùng xong rồi mình mới kiểm tra cái con Amly này lại. Coi nó chạy tốt, eco đồ tiếng này nọ, con nó sáng hay không rồi mình độ sao ha các bạn ha. Thì bây giờ thì mình nói về cái vấn đề là cái thùng lo ha các bạn ha. Cái vỏ lo trước. À, thì ý tưởng của mình thì muốn gom những cái dàn karaoke gia đình đó các bạn, mà bỏ lâu quá không xài mà mình nhắm còn xài được các bạn ơi, thì mình làm một cái loa kéo di động ha các bạn ha, để chúng ta nhầm khi có tiệc vui, nhầm khi nhậu nhẹt anh em mình gặp đó các bạn, thì mình lôi ra mình chơi cho nó tiện các bạn ơi. À, thì mình có ý tưởng là mình đóng cặp lo này là ba tấc nha các bạn, lo này bass 30. Đó, thì cái công suất cái âm ly á các bạn, cái công ly thì âm ly thì mình đóng nằm ngay khoảng giữa các bạn. Đó, khoảng giữa. Còn cái này thì mình đổi là chép 450 các bạn ơi. Có 350 các bạn. Đổi về chép 350. Thì nữa mình lắp cái họng chép vô đây ha các bạn ha. Đó. Thì các bạn ơi, thì cái thùng này mình đóng nói chung là mình cũng thu gọn lại hết mức luôn các bạn. Thì giống như là những cái gì đó là nó chí mí hết. Là các bạn, các bạn biết không, cái ý tưởng của mình là muốn đóng cho nó gọn, nó nhẹ các bạn ơi. Nhưng mà cái hậu cũng rất là sâu các bạn. Cái hậu 50 mấy á. Các bạn thấy cái thùng này cũng hậu 5 mấy á các bạn. Cái vỏ này á. Thì cái quai mình cũng đã lọng xong rồi các bạn. Thấy không? Đó, mình cũng lộng quay xong rồi các bạn ha. Thì bây giờ mình muốn muốn mở ra cho các bạn coi ở bên trong mình thiết kế như thế nào ha các bạn ha. Thì cái video lần này thì nó cũng hơi khác lần trước một tí, để mình kinh nghiệm coi nó như thế nào ha các bạn ha. Thì để mình mở ra cho các bạn thấy cái sự khác biệt của mình, cái sự phát triển của mình như thế nào, thì các bạn cũng cho mình ý kiến nha các bạn nha. Bây giờ mình tiến hành mở ra nha các bạn. Mở ra cho các bạn coi bên trong. Thì cái này mình mới lắp lưới xong các bạn ơi. Có bạn hỏi mình là mua lưới này ở đâu, thì ở đây mình có bán lưới, ở chỗ mình có bán lưới các bạn ơi. Đây các bạn thấy lưới nè. Đó các bạn thấy lưới đó các bạn. Đó mình mua là một lần miếng nha các bạn, rồi mình xài từ từ các bạn ơi. Nói chung lưới này cũng ở đây chỗ mình bán nhiều lắm. Thì cái dàn mà karaoke gia đình đó các bạn, thì các bạn để trong nhà, nhầm khi mình muốn ca hát rồi này nọ, mình muốn di chuyển nó cũng khó các bạn ha. Bây giờ mình gom nó lại một cục các bạn ha. Nhưng mà thật sự mình nghĩ chắc nó có lẽ nó lực hơn cái lo kéo rất nhiều các bạn ơi. Đó thì các bạn cũng thấy rồi đó.
À, vẫn là mẫu cấm nha các bạn. Các bạn thấy mình gọi nè, cũng vẫn là mẫu cấm. Đó, vẫn là cái mẫu giống như cái mẫu súp đó các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy dáng trận ở trong mình cũng làm giống y như vậy ha các bạn ha, chứ cũng không có thay đổi gì hết. Nhưng mà cái thay đổi lần này các bạn ơi, thì nó có một cái thay đổi nhỏ tí. Thì để mình kinh nghiệm, xong rồi chừng nào mình xử lý đàng hoàng hết trơn các bạn, mình chét bột, mình sơn phết đàng hoàng hết trơn, xong mình lắp ráp rồi mình sẽ test cho các bạn nghe hết các bạn nha. Thì các bạn thấy kênh mình có hay, các bạn đăng ký kênh để nhận được cái video sớm nhất của mình nha các bạn. Là cần đó, thì các bạn thấy là mình xử lý keo nè các bạn. Các bạn thấy nó cũng hơi xấu các bạn ha, nhưng mà không sao, mình sơn lên là nó sẽ lấp hết các bạn ơi, nhìn nó sẽ đẹp lại liền. Thì cái khác biệt lần này á, thì những cái dáng trận gốc ở trong đó các bạn, thì các bạn thấy mình vẫn trận gốc bình thường nha các bạn ha. Nhưng mà chiến này là mình phân nó ra các bạn, mình chia nó ra là có cái miếng vách này nữa các bạn ơi, để mình cho nó quánh hai không gian các bạn. Đó, để mình cho nó quánh hai không gian. Thì nói chung cái này thì cũng có nhiều bạn vô comment nói với mình là ngăn lại thì quánh nó như thế nào. Đó, thì mình nghĩ có lẽ nó cũng có thể là nó hơi ấm hơn hay là chưa ấm hơn thì mình cũng chưa phát hiện được các bạn ơi. Nói chung là mình chỉ là mình đóng như vậy thôi, nhưng mà thật sự mình chưa test các bạn ha. Thì xong rồi mình phải lót mốt hột gà rồi vô các bạn. Mình lót mốt rồi vô đàng hoàng hết, rồi mình làm hoàn chỉnh hết xong mình sẽ test lại cho các bạn nghe một lần ha. Đó, thì lần này nó có miếng vách nè các bạn. Tức là hai lo này quýnh riêng biệt nha các bạn, giống như là hai thằng này là đi hai lực khác nhau các bạn ơi. Đó, thì nói chung mình cũng chưa có biết là nó đẹp hay là cái tiếng nó sáng như thế nào nữa các bạn. Thì các bạn đăng ký kênh mình, thì cái video kế tiếp mình sẽ gửi lên đến các bạn ha. Thì hôm nay thì nói chung nó cũng đã hoàn chỉnh rồi nè các bạn, lưới mình cũng làm xong. Đó, thì cái quai rồi mình cũng lộng xong hết các bạn. Đó, chỉ còn chờ là mình sơn ha các bạn ha. Mình xử lý xong mình sơn đàng hoàng hết rồi mình sẽ làm một cái video nữa, video test đó các bạn. Đó, thì các bạn thấy mình đóng như vậy các bạn thấy có được không các bạn? Các bạn cho mình ý kiến các bạn nha. Đó, thì ở đây thì mình làm bằng thủ công không ạ các bạn ơi. Thì ở đây nè, những cái này thì các bạn thấy cũng rõ ràng ha, cái này là những cái mũi khoan mình khoan nè các bạn. Nè các bạn thấy rõ nè, mũi khoan mình khoan nối liền nhau các bạn ha. Mình khoan nối liền với nhau xong rồi mình chỉ đánh cho nó dằn ra, xong rồi bắt đầu mình lấy cái mũi mài mài lại thôi các bạn, cái đá mài các bạn. Cái loại mà cái dĩa cắt gỗ đó các bạn, mình mài trở lại. Chừng nào mà vừa cái lo thì thôi. Thì các bạn thấy cũng biết rồi đó, cái lo 3 tấc các bạn ơi. Cái lo 3 tấc thì tất nhiên lúc nào mình cũng khoét cái lỗ này là 2 2 2 tấc 8 hết cho nha các bạn. Đó. Nếu mà 3 tấc là mình phải khoét 2 tấc 8. Đó, còn 2 tấc rưỡi á, thì mình khoét 2 tấc 3 các bạn nha. Các bạn nên nhớ điều đó, nó là cái dòng của cái lo mình là lúc nào nó cũng phải lớn hơn 2 phân hết đó các bạn. Để mình bắt ốc. Với nhiều khi các bạn nói lo 3 tấc mà các bạn khoét cái này 3 tấc thì thua nha các bạn. Các bạn để là lọt vô trong luôn á. Nhưng mà cái đời lo này thì nó dễ con cái các bạn ơi, nó có cái dè ở ngoài nè các bạn. Nó cái dè ở ngoài rất là xa. Đó. Bạn thấy không? Rất là vừa dặn luôn hết các bạn ha. Đóng là không, đánh là không bao giờ bị rung hết các bạn. Đó, các bạn cũng thấy đó. Đó, thì cái này á, thì theo cái kinh nghiệm của mình là mình chẳng chỉ tận dụng các bạn ơi. Chứ bây giờ các bạn cầm 5-7 triệu nữa thì các bạn đi mua một cái thùng giống như vậy nữa cũng tốn tiền các bạn ơi. Thay vì bây giờ mình có đồ sẵn ở nhà thì mình tận dụng lại các bạn ha. Chỉ cần đóng vỏ,
Với lại mình thiết kế mạch Bluetooth, cấp nguồn cho mạch Bluetooth nè, rồi thiết kế cái mạch mi, cấp nguồn cho mạch mi, thì mình cứ kết nối vào trong cái âm ly thì mình chơi thôi các bạn nghe. Thì mi thì nói chung thì bây giờ hiện tại thì thị trường nó rất là nhiều loại mi các bạn. Cái mi dành cho loa kéo đó các bạn. Đó, cái mi dành cho loa kéo đó, hiện tại thì cái thị trường nó rất là nhiều. Nó cũng tùy theo, nhưng mà ở đây thì mình xài cái loại mạch mi đó cũng khoảng 600 mấy đó các bạn. Loại đó thì tiếng nó dày nó hay các bạn ơi. Còn loại 300 mấy, 400 mấy rồi đó, loại đó mình thấy nó không đạt mấy nha các bạn. Thì các bạn cũng đã biết rồi đó, cái mi á là nó chiếm rất là nhiều trong cái việc mà cái tiếng ca của chúng ta sáng nha các bạn. Các bạn nên nhớ rõ điều đó. Cái mi của các bạn mà không hay á thì các bạn để vô đây thật sự các bạn rất là khó chỉnh, cho nên là cái mi á là thật sự nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Âm thanh thì nói chung cái gì cũng quan trọng hết các bạn ơi. Thì nó nhờ một cái một chút các bạn miễn phối làm sao mà cho nó hay thì nó hay thôi các bạn ơi. Chứ còn mình thì mình phối theo cái cách của mình nha các bạn ha. Còn nhiều bạn thì phối theo cái cách của các bạn. Thì nói chung thì cái âm thanh này thì ai cũng vậy mà. Thì có nhiều bạn thì nói mình đóng theo cái thiết kế cái kiểu mà cái loa cắm như thế này thì nó không đi xa. Thì mình cũng xin nói với các bạn cái được cái này mất cái kia các bạn ơi. Nói chung á thì mình nói cho các bạn nghe, nếu mà thật sự các bạn muốn nghe một cái thùng thì nếu các bạn mà giống như các bạn đi dàn nhạc đi, đi dàn sống đi, nếu mà các bạn không phục vụ tốt được trong đám á thì các bạn đừng có mong mà phục vụ ở đằng xa hết các bạn ha. Tại vì âm thanh là để thành thưởng thức chứ không phải là để dành tra tấn nha các bạn. Các bạn nên nhớ rõ điều đó. Các bạn đánh làm sao, phục vụ làm sao trong cái đám người ta nói hay, ok là các bạn ok. Chứ nhiều khi các bạn có một cái ý nghĩ là không đi xa. Không đi xa, đi xa nó cũng đâu là cái gì đâu các bạn ha. Các bạn phục vụ mà không tốt ở trong cái bàn tiệc đó thì các bạn cần cho người khác để người ta đi người ta nghe làm gì đó. Các bạn phải phục vụ tốt trong cái đám đó, các bạn phải nhớ rõ là cái trách nhiệm của mình là đang phục vụ trong đám, chứ các bạn đừng có suy nghĩ là phục vụ cho ở đằng xa. Không lẽ bây giờ các bạn muốn lên một cái dàn nhạc sống là ở đằng 2-3 cây số là phải biết cái dàn nhạc của các bạn ca sao, đúng không? Đó thì theo mình là mình nghĩ đơn giản vậy. Nhưng mà mình bảo đảm với các bạn là cái mẫu mà mình đưa ra như thế này các bạn thấy đánh rất là lực, rất là lực nha các bạn. Nói chung đi xa cũng không tệ đâu các bạn ơi. Mình đã có thử rồi, mình là đang xài sub 3, nhưng mà mình xài 4 cái. Nếu cái đám lớn thì mình xài 4 cái sub 3, còn nếu đám giỗ nhỏ nhỏ rồi đó mình chỉ xài 2 cái sub 3 thôi mà đủ chơi nha các bạn. Mình xin nói thật, thì hôm bữa mình cũng lãnh rất là nhiều cái show nhỏ nhỏ các bạn ơi. Mình cũng đánh sub 3 là chỉ có 1 cặp thôi, nhưng mà tại vì không có thời gian với lúc này mưa gió quá cho nên mình không có làm cái video cho các bạn thấy được ha. Thì mình cũng hẹn một cái video kế tiếp á, mình cũng sẽ test cho các bạn thấy 1 cặp sub 3 nó quýnh với 1 cặp full 3 các bạn thấy. Rồi sau này mình cũng dự định là mình cũng sẽ xuống nữa các bạn ơi. Mình xuống lại là full 2 tấc rưỡi các bạn, full 2 tấc rưỡi cho nhẹ chở hơn nữa đó. Thì nói chung âm thanh này thì mỗi người mỗi khác nhau các bạn ơi, nhưng mà cùng chung một niềm đam mê các bạn, cùng chung một niềm đam mê, nhưng mà mỗi người mỗi một cái cách trang trí, mỗi một cái thiết kế và mỗi một cái cách nghe nó đều khác nhau hết, không ai giống ai hết nha các bạn. Đó thì theo mình thì mình biết được nhiêu thì mình chia sẻ nhiêu, thì các bạn cũng thông cảm điều đó. Đó thì thật sự thì cái thùng này nè, nếu mà mình đóng thì mình cũng đóng khoảng 3 đêm đó các bạn. 3 đêm mà chẳng hạn như mình sửa xe là tới 5 giờ chiều mình nghỉ. Nó mình đóng tới 9 10 giờ đêm. Đó thì khoảng 3 đêm là xong hết các bạn ha. Tại các bạn thấy á, mình khi mà mình gáp cái thùng này vô nó rất lẹ các bạn. Các bạn cắt dán về và các bạn gáp rất lẹ. Nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ các bạn lọng quai nè, rồi lọng cái họng bass nè, các bạn thấy vậy chứ những cái chi tiết nhỏ nhỏ nó thật sự nó rất là lâu các bạn ơi, nó lâu lắm.
Còn các bạn thấy không, ấp vít thì mình bắt rất là nhiều các bạn. Đây, các bạn thấy là nó cách nhau không có bao xa các bạn, thấy không, rõ ràng. Đó, các bạn bắt ốc vít, các bạn ép cho thiệt cứng xong. Xong rồi các bạn đổ keo nữa, thì cái dáng này thì nó gặp keo 502, thật sự nó rất là cứng các bạn, cực kỳ cứng luôn. Thì những cái này mình xử lý keo nè các bạn, là nữa là nó chống được thấm nước các bạn ha. Nó chống thấm nước rất là hay các bạn ơi. Nói chung là keo 502 mà mình xài chung với dáng này thì rất là tuyệt vời. Còn cái vấn đề sơn thì nói chung mình sơn kỹ lắm các bạn. Các bạn phải sơn lót xong rồi các bạn lên một lớp mèo, lớp màu xong các bạn mới bắn gai. Ha, thì nó tổng cộng nó tới 3 lớp đó các bạn. Đó thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì cái kinh nghiệm thì mỗi người mỗi khác nhau các bạn ơi. Thì nhiều khi mình làm theo cái mẫu của mình. Nó thì các bạn làm theo thì các bạn thấy nó cũng hay. Nhầm người làm theo nhưng mà họ cũng cảm thấy không không hay ha các bạn ha. Thì nói chung là mỗi người một cái ý tưởng khác nhau nha các bạn. Nhưng mà mình nói là mình chia sẻ kinh nghiệm từ cái bản thân của mình nha các bạn. Từ cái bản thân của mình có thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người cùng thưởng thức về cái bên cái âm thanh âm nhạc nha các bạn ha. Mình thì nói chung là mình đam mê lắm các bạn, mình đam mê từ nhỏ lận. Nhưng mà thời gian gần đây thì bắt đầu mình làm cái kênh riêng của mình đó, thì thật sự mình cũng chưa có được cái đồ gì mà nó gọi là chuyên nghiệp hết các bạn. Đây cũng vẫn là một cái máy cắt tay đó các bạn, dưới một cái cây khoan các bạn thấy không, dưới một cái cây khoan. Thì thật sự nó không có cái gì mà gọi là chuyên nghiệp hết các bạn ha. Nhưng mà mình nói cho các bạn nghe, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp cái đó không quan trọng các bạn. Mình đam mê, mình có khả năng làm được thì mình cứ làm thôi ha các bạn ha. Theo ý mình là vậy. Đó, thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, cái thùng của mình là hiện tại là nó như vậy. Nhưng mà mình chưa sơn nha các bạn nha. Thì mình sẽ xử lý những mấy cái đầu ốc này hết rồi các bạn, mình mới chét bọt cho nó bít hết. Xong rồi mình trước khi sơn các bạn, mình phải sơn lót nha các bạn. Mình có mà một anh đó hình như là ở đâu ta? Ở ở ở An Giang đó các bạn. Cũng có gọi cho mình. Nói sao mà kêu mình kêu xài bọt chét mà ảnh nói là xài bọt chét là chét vô nhiều thì nó rớt xuống nhiều các bạn. Thì các bạn nên nhớ rõ là các bạn sơn lót trước là để cho cái lớp nước sơn nó bám vô trong cái thành cây này trước các bạn, dán này trước các bạn. Xong các bạn mới chét bọt chét lên nó mới ăn các bạn ơi. Còn cái này ảnh ảnh chét là cũng như cái dán này hiện tại nó đang rất là khô nè. Thì các bạn đưa bọt chét vô thì cái dán này nó rút nó rút ba cái bọt chét vô khô gan hết trơn. Thì các bạn gờ thì nó rớt ra, gờ rớt ra nó đâu có bám được các bạn. Tại vì bọt chét là nó bám về nước sơn các bạn ha. Thì các bạn nên nhớ rõ rồi đó. Thì các bạn sơn lót, các bạn sơn cho thiệt dày. Đó, dày để làm gì? Để bảo vệ cho khi nước nôi đồ nó lên nó không thấm vô dáng mình, để bảo vệ được lâu các bạn ha. Thì cái vấn đề sơn á thì mỗi người cũng sơn khác nhau nữa đó các bạn ơi. Đó thì theo thùng ngoài chợ á thì mình nghĩ là không có sơn lót các bạn. Tại vì hồi trước khi mà mình làm cái kênh của mình á là mình cũng đã mua nhiều cái full với mà nhiều cái súp ở chợ các bạn. Là người ta không có sơn lót các bạn ơi. Người ta bắn xong cái màu đen xong là người ta bắn gai luôn đó các bạn. Cho nên á là cái nước sơn đầu tiên đó các bạn nó chưa có áo được hết cái mà bề mặt của cái dán các bạn ha. Cho nên các bạn bị ướt mưa là các bạn dính liền. Nó là bị ẩm liền các bạn. Đó cho nên là cái vấn đề sơn á là hồi đó tới giờ mình nhắc rất là rõ các bạn nha. Các bạn sơn phải thật sự sao cho nó chất lượng. Đó. Thì cái gì cũng vậy các bạn ơi. Thì cái ý tưởng của mình theo đóng thùng này cũng vậy nè. Mình nghĩ là cái số lượng không bằng cái chất lượng các bạn. Đó. Mình là cái tiêu chí của mình là cái số lượng không bằng cái chất lượng. Cái dàn nhạc của các bạn mà làm hoành tráng chừng nào thì các bạn mệt mỏi chừng nấy thôi ha các bạn ha. Chứ thật sự cũng không có gì mà tốt hết. Thì nhỏ mà hay mà gõ nó mới là chất lượng ha các bạn ha. Còn lớn mà dữ thì cái đó thì chuyện đó thì mình cũng cũng đơn giản các bạn ha, chứ cũng không có gì gọi là dữ. Nó thì không phải là mình nói là mình thiết kế gì là nó dữ, nó hay hay là nó gì. Nhưng mà các bạn đã trải nghiệm được rồi, các bạn sẽ hiểu được là ý mình muốn nói gì. Và tất cả những cái gì của mình đó mà làm ra đó các bạn sẽ cảm nhận được.
Ghim lên. Ghim lên sao? Ghim xích vô đây. Mưa tới rồi các bạn ơi, mình chuyển cái thùng vô trong nhà các bạn ha, để ướt. Thì mình thường thường mình làm ở đằng sau các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ thì mưa quá trời mưa. Cho nên mình phải vô nhà này mình làm. Nhưng mà làm cũng bị tạt nữa nè. Đó, nhưng mà đam mê thì cỡ nào mình cũng làm hết hay các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy kênh mình có hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, mình luôn luôn đem lại những cái gì mà mình hiểu biết đó, và những cái kinh nghiệm gì mà mình có đó các bạn, thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn hay các bạn ha. Đó, thì thằng lần này thì nó có cái vách nha bạn, cái vách chặn chặn ngang chặn chặn xuôi xuống gì để mà hai cái bát nó đi khác nhau các bạn ha, để mình coi nó như thế nào. Thì theo mình nghĩ thì chắc có lẽ nó cũng chắc đó các bạn, đánh rất là chắc đó. Nhưng các bạn nên nhớ kỹ là vậy, mình phải có bông tiêu mới được nha các bạn, bông tiêu hoặc là mút hột gà lót ở trong mới được à, mới được nha các bạn. Thì theo mình nghĩ á thì mình lót mút hột gà vô chổng các bạn thì nghe cái bát đó thật sự nó rất là đầm các bạn ơi. Nghe nó rất là ấm, rất là sâu, rất là đầm. Nhưng mà có nhiều bạn thì nói là lót cái đó vô là nó giảm cái lực bát. Nhưng mà không biết là các bạn nghe bằng cái bạn thích nó lực hay là các bạn thích nó mềm mại thì mình không biết ha. Nhưng mà thật sự mình thì mình thích cái bát nó mềm mại các bạn ơi. Nó đánh làm sao mà nó sâu mà nó ấm là mình thích các bạn. Chứ các bạn thấy nhiều cái dàn nhạc nó quánh tức tức ngực luôn các bạn ơi, nó quánh tức ngực luôn. Nhưng mà tới khi các bạn ca là các bạn ca cái tiếng ca nó không ra. Đó thì cái điều đó là quan trọng nhất nha các bạn. Cái dàn nhạc mà muốn hay thì cái tiếng ca mình phải đỉnh mới được các bạn ơi. Cái tiếng ca mình nó phải lớn hơn cái tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng súp thôi các bạn ha. Chứ còn nếu mà nhỏ hơn thì thua các bạn ơi. Nhầm khi người ta lên người ta cầm cái mi người ta ca, ta nói trời ơi sao nặng ca quá thì thua đó các bạn. Đó thì đi nhạc sống âm thanh đâu cũng vậy các bạn ơi. Mình đã chỉnh cái tiếng ca của mình nó đã nhẹ rồi. Nhưng mà nhầm người lên cái giọng thì nó hơi yếu các bạn. Thì cái giọng yếu á thì các bạn đừng có hoang mang mà chỉnh tới chỉnh lui hồi cho nó lệch ha các bạn ha. Các bạn cứ để đúng như cái chuẩn thường ngày của mình. Đó, xong rồi các bạn tốp nhỏ nhạc lại cho cái tiếng ca của người ta đi ra ha các bạn ha. Chứ các bạn thấy nhầm khi cái giọng người ta nhỏ quá các bạn cứ hoang mang, các bạn chỉnh tới chỉnh lui chỉnh hồi là tầm bậy hết các bạn. Cái đó là mình cái kinh nghiệm riêng của mình ha. Chứ thật sự không phải là mình đi show mình là bầu show lớn hay là cái gì đó mà để mình dạy dỗ hay là mình dạy đời các bạn, là không phải nha các bạn. Cái đó là cái kinh nghiệm của bản thân mình muốn nói cho các bạn biết như vậy. À, chứ bây giờ các bạn thấy không, nhiều khi mình ở nhà mình chỉnh tới mà mình cầm micro lên mà alo cái là các bạn thấy nó lồng lộng rồi. Nhưng mà sao tới những người mà người ta cái giọng yếu các bạn, người ta ca không ra vậy chứ, thiệt mình nghĩ mình cũng cũng thấy cũng hơi tức các bạn ha. Nhưng mà mỗi một cái chất giọng con người thì trời cho khác nhau các bạn ơi, mình nói chung mình không nói được. Nhưng mà mình phải biết cách phục vụ mới được các bạn. Thì tiếng ca người ta nhỏ quá thì các bạn tốp nhỏ nhạc lại để cho tiếng ca người ta đi lên. Chứ các bạn mà thấy nhầm khi các bạn cứ để cho cái lực nhạc nó đánh tới nó phê luôn mà cái tiếng ca không ra thì người ta chê liền á các bạn. Ca cái tiếng ca mình nó lặn mất rồi. Thì cái điều đó là mình thật sự cũng đang có gặp những cái trường hợp đó thì mình chỉ biết xử lý như vậy thôi ha các bạn ha, chứ mình cũng không biết xử lý sao. Mà nếu các bạn nâng mi lên nữa thì nó hú. À, cho nên là những cái gì đó mà mình xử lý theo cái cách của mình thì mình thấy nó hiệu quả, thấy nó tốt thì mình cứ chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết thôi ha. Đó, thì trong vòng thời gian sắp tới chắc nay mai gì mình cũng đã sơn xong các bạn. Rồi bây giờ thì hiện tại thì cái âm ly hồi nãy đó, cái âm ly hồi nãy thì mình đã có kiểm tra rồi, nhạc thì ok. Cái âm ly đó tại lâu quá không xài các bạn, nhạc thì nó ok. Nhưng mà cái echo ở trong cái phần mic đó các bạn thì nó khô các bạn ơi, cái tiếng nó khô gan, nó không có miếng echo nào hết.
thì mình mở ra mình sẽ kiểm tra nó lại. À, thứ nhất là nó bị ngay cái mạch echo các bạn ơi, chứ nhầm khi những cái volume đó các bạn, những cái volume nó lâu ngày quá nó cũng bị hư, nó cũng dẫn tới cái chuyện mà cái tiếng hát của mình nó khô nữa các bạn ha. Nó nhiều, rất là nhiều cái lý do ha các bạn ha. Thì để chừng nào mình xử lý xong, với lại tối nay mình nó rảnh mình gã ra mình xem cái nó bệnh gì, xong rồi mình trị cho nó đàng hoàng hết. Những cái volume nào mà nó gột gẹt mà lâu năm quá mình không xài các bạn cứ thay bỏ luôn nha các bạn. Chứ các bạn đừng có xài mà ba cái GB7 nha các bạn. Các bạn để GB7 vô là dặn lần hai lần là ba cái thang chống tiêu hết các bạn ơi. Nó cũng bệnh trở lại bệnh cũ thôi các bạn, mình dám hứa. Volume thì các bạn cũng biết rồi đó, volume ở chợ nó bán đồng cái đâu có bao nhiêu tiền. Thì các bạn cứ chịu khó mở ra các bạn thay bỏ luôn. Đó, hoặc là các bạn dùng cồn 90 độ á các bạn. Cồn 90 độ thì có lẽ nó xài lâu hơn cái GB7 nha các bạn. GB7 xịt vô là hiệu quả liền, nhưng mà các bạn thấy nó sẽ chở bệnh đó. Tại vì cái loại GB7 nó không có khô hẳn các bạn, nó còn cái chất nhầy, chất nhớt ở trong á. Cho nên là mai mốt các bạn thấy là nó bị loạn nữa. Cho nên là mình cũng đã bị rất là nhiều lần rồi, những cái volume mà nó bị dơ đó các bạn thay bỏ luôn. Chứ các bạn đừng có xử lý cái kiểu như nó chữa cháy các bạn ha. Rồi mai mốt đó rồi người ta về người ta xài nó chở bệnh nữa thì người ta nói các bạn sửa dở nha các bạn ha. Nhưng mà trong khi đó là người ta đâu có biết là mình xử lý cho người ta đỡ tốn tiền đâu các bạn ha. Thì cái bên cái này thì nói chung nó khó lắm các bạn. Nói chung mình làm mình gặp cũng nhiều, rất là nhiều cái trường hợp khó khăn các bạn ơi, chứ không phải là làm cái gì nó cũng là suôn sẻ hết đâu. Đó, thì quay thì mình mua quay chợ nha các bạn, tại chuyến này mình gấp quá mình mua quay chợ. Đó, cái quay này giống như lo quay quay ba cái vỏ à gây các bạn ha. Thì mình mua mình cứ đắp vô làm gì cho nó lẹ ha các bạn ha. Tại nói chung mình cũng thời gian này mình cũng gấp quá. Đó, thì cái mặt sau nè các bạn. Đó, ở đây các bạn thấy không, mình đóng ốc vít hết toàn bộ luôn rồi mình gà keo các bạn thấy chắc chắn lắm các bạn. Đó. Lưới này thì hình như là 1 mét, là đây có để nè các bạn, đây 1,2 m nè các bạn, nó là 140.000, 1,2 m đó là. Ủa cái này là 1 mét là 140.000 các bạn ơi, 140.000 1 mét. Đó, lưới này 140.000 1 mét đấy các bạn. Nhưng mà thật sự mà nói mình cũng còn rất là tiếc các bạn. Tiếc là cái lưới của mình á không bằng cái nhà sản xuất người ta đưa ra các bạn ơi. Nhà sản xuất người ta đưa ra cái lưới thật sự nó dày dặn, các bạn thấy nó đã dữ dằn lắm. Nhưng mà mình đây cây nhà lá vườn các bạn ơi, nó thì cái dàn nhạc của mình cũng vậy, mình cũng xài lưới đó không nữa các bạn. Thì các bạn cứ nếu nó mỏng quá thì các bạn bắt nhiều ốc chút xíu các bạn ha, cũng không có đến nỗi gì hết các bạn. Cái đó nói chung là đối với mình á là không phải là mình nói là không quan trọng, nhưng mà cũng không quan trọng gì mấy các bạn. Thì cái sản phẩm của mình đưa ra thì nó có lẽ là nó xấu về cái lưới hơn ta tí các bạn ha. Cái lưới của người ta thật sự nó rất là chất lượng các bạn ơi, nó rất là dày, cái đó là mình công nhận. Nhưng mà bây giờ thì cái thị trường có bán nhưng mà mình phải đặt các bạn ơi. Còn này là mua ở trên tỉnh mình có lưới này thì mình xài lưới này ha các bạn ha, người ta không có bán loại lưới khác. À, thì các bạn thấy cái kênh mình có hay, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình cũng đã mới đóng xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ xử lý nó cho nó chất lượng đàng hoàng hết. Rồi mình phải mua nước sơn về mình sơn lót xong rồi một lớp mèo, lớp màu xong rồi mình phải bắn gai nha các bạn ha. Thì cái anh chủ của cái thùng này cũng cái vỏ này thì cái ý kiến của anh là toàn bộ đen hết nha các bạn, thì lưới cũng đen luôn rồi mình bắn gai cũng gai đen luôn đó. Thì hai cái chép đó đó thì đó mình tính là sơn màu đồng hay là hoặc màu đỏ gì đó hay màu vàng vậy đó cho nó có màu mè, nhưng mà cái tánh anh này thì anh không chịu màu mè các bạn ơi, cho nên mình để màu đen luôn. À, thì các bạn thấy thì
Các bạn hồi đó thật sự hồi hồi cái thời mà cái loa đó nó ra đó các bạn, các bạn mua được cái dàn karaoke cũng không phải nói chuyện đơn giản đó các bạn, rất là mắc nha các bạn nha. Mình theo mình biết á, hồi đó mình cũng có một cặp giống vậy đó, mình mua là nói chung là nói thời karaoke á là tất cả các bạn là gom về nhà mình để karaoke, rất là ghiền các bạn ơi đó, rất là quý luôn đó. Nhưng mà tại vì sau này cái thời gian bây giờ những cái đồ điện tử này càng ngày nó càng rẻ lại các bạn, cho nên là nhà ai cũng có ha, cho nên là không có quý như hồi xưa các bạn, không có còn quý như hồi xưa nữa nha. Với bây giờ các bạn thấy nhiều cái dòng loa ra, các bạn thấy thật sự rất là cực kỳ các bạn. Nhưng mà mình nói chung một điều, bây giờ các bạn đi mua cái thùng cỡ 7 8 triệu á các bạn, nếu mà so mà theo đánh với cái thùng này ha các bạn ha, mình bao với các bạn độ bền, mua các bạn mua cái thùng kẹo kéo á, cái lo kéo á, mạch lo kéo á các bạn, thì mình dám bao thằng này quýnh bức thằng lo kéo nha các bạn, quýnh bức thằng lo kéo luôn, quýnh không bao giờ lỡ lo này nổi đâu các bạn ơi. Cái bát này theo mình đóng cái hậu cái này thì các bạn thấy rất là sâu, rất là cực kỳ sâu luôn. Cái đó là không phải là mình nổ với các bạn đâu, thì mình đã thử rồi, thì chiến rồi mình cũng đóng một cái các bạn, chiến rồi mình cũng đóng một cái. Nhưng mà có một người bạn thì anh ta rất là thích, anh ta nói thôi bây giờ bán cho ảnh đi, thì mình đã bán rồi các bạn. Thì cái thùng này là cái ý tưởng của mình, thì muốn đưa về cho tất cả mọi người là một cái thông điệp, nếu nhà mình có dàn karaoke đó các bạn mà mình bỏ đó, mà mình không xài, ít xài đó, thì bây giờ cái phong trào bây giờ là nhiều cái lo kéo xuất hiện, là chúng ta đám tiệc này nọ hay là một cái bàn nhậu, tiệc nhậu đó các bạn karaoke, thì các bạn cứ tận dụng hết đó, các bạn có khả năng các bạn cứ đóng cái thùng giống như mình, thiết kế cái âm ly vô đó, thì chép rồi hai bên các bạn để vô, thì nói chung nó rẻ hơn cái lo chợ lắm các bạn, nhưng mà cái độ bền nó trâu bò hơn cái lo chợ lắm nha các bạn. Cái hàng lo kéo của Trung Quốc á, thì mình nghĩ nó cũng bệnh quá các bạn à, nó cũng rất là bệnh, tại vì ở trong đó linh kiện nó nhí 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 không à, toàn là điện trở gián không các bạn ơi, độ bền nó không bằng đâu. Thì cái lo này nè mình cũng đã có dự định rồi, mình thiết kế cho cái âm ly này là hai cái quạt nha các bạn, hai cái quạt là quạt 220 đó các bạn, 220 để mình quạt thẳng vô trong hai cái miếng nhôm tản nhiệt của nó nha các bạn, để giúp cho nó được thoát hơi cho tốt nha các bạn, để giúp cho nó thoát hơi cho tốt, để nó đi đường dài chất lượng các bạn ơi. Thì hai cái cục mà mình đang đi nhặt sống đó các bạn, mình đang đi nhặt sống đó, mình xài hai cục cùi bắp đó đó, thì cục Calimax, cục 618 với cục 819 đó, thì hai cái cục đó thì nó nhờ hai cái quạt hỗ trợ rất là nhiều các bạn, nó thật sự là hai cái quạt nó hỗ trợ cho cái hai cục công suất của mình rất nhiều, cho nên cái việc mà mình thiết kế cái quạt đấy mà tản nhiệt cho cái nhôm, miếng nhôm đó bạn, cái miếng nhôm tản nhiệt đó, thì thật sự mình nghĩ rất là cần thiết nha các bạn, rất là quan trọng. Còn những các bạn khác thì mình không biết sao, nhưng mà đối với mình thì mình thật sự hai cái quạt mà gà quạt tản nhiệt cho cái miếng nhôm nó mình thật sự rất là quan tâm nha các bạn. Rồi thì cái video của mình tới đây cũng xin phép kết thúc các bạn ơi, hẹn tất cả các bạn một cái video